cùng người bạn thân, nhà thiết kế Hoàng Gia Hưng. Thân thiết sao? Nói cứ như thân thiết lắm vậy. O'Hara, quả là cô đã đánh cược vào bộ phim. Được thôi, cho tới khi bộ phim kết thúc, chúng ta phải giả vờ làm bạn bè chứ. Tôi cũng không muốn cô bị rớt khỏi vai chính trên sân khấu trả thù. O'Hara, hồi cuối của cuộc chiến, tôi chắc chắn sẽ làm thật hoàn hảo. Chờ đi.